Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Full Stack. Thì đây là một cái video đầu tiên sau một khoảng thời gian khá là dài mình nghỉ ra content. Bởi vì từ tầm tháng 10 năm ngoái mình phải chuẩn bị để lập gia đình, cũng như là vợ chồng mình cần có một khoảng thời gian để ổn định cuộc sống. Thì ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề gọi là lựa chọn bay image cũng như là image tag khi sử dụng Docker. Ok, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ở phần đầu tiên này thì mình muốn nói về bay image. Thì khi các bạn build container image để chạy application của bạn, thì các bạn việc đầu tiên các bạn sẽ cần phải làm là lựa chọn một cái bay image, một cái container image gốc ban đầu. Sau đấy các bạn sẽ tùy chỉnh và cài đặt các cái tool, các cái library cần thiết để có thể chạy được application của bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Cái lựa chọn đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng một cái container image đã được cài đặt sẵn các cái tool hay là các cái programming language mà các bạn cần để chạy application. Ví dụ thì mình có thể sử dụng các cái public container image đã được cài đặt sẵn Python hay là Node.js hay là PHP chẳng hạn, hoặc là các cái container image đã được cài đặt sẵn Nginx hay là MySQL. Thì khi sử dụng những cái container image này sẽ giúp cho quá trình dev rất là nhanh. Cái lựa chọn thứ hai là các bạn sẽ sử dụng những cái container image mới chỉ được cài đặt những cái library, những cái package phổ biến, và sau đó các bạn sẽ phải tự cài đặt thêm những cái tool, những cái programming language mà application của bạn cần để có thể chạy được. Thì khi các bạn sử dụng những cái container image này thì các bạn sẽ có thể quản lý được những cái library, những cái package nào sẽ được cài ở trong cái container image của mình, và cái việc này ấy sẽ giúp cho các bạn là quản lý được chất lượng, kiểm soát được chất lượng của cái container image mà các bạn sẽ tạo ra. Để định nghĩa bay image thì chúng ta sẽ sử dụng command from ở bên trong Dockerfile. Ở phía bên trái thì mình đã liệt kê ra một số cách để định nghĩa from cùng với các cái option. Như các bạn có thể thấy thì cái option platform chúng ta sẽ thường là lược bỏ đi, không định nghĩa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ định nghĩa là tên của image cũng như là tag của image. Ngoài ra thì chúng ta có thể định nghĩa digest của image. Digest ở đây là một chuỗi hash, nó gần giống như là commit hash bên GitHub. Ngoài ra nếu các bạn sử dụng chức năng multi state build của Docker thì các bạn có thể sử dụng thêm là sname. Sname có nghĩa là các bạn sẽ đặt alias cho cái image đấy để sử dụng ở trong cái state tiếp theo, ở trong multi state build. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người một số các cái bay image phổ biến mà các bạn có thể thường gặp khi sử dụng Docker. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái container image là Ubuntu và Debian. Thì như các bạn đã biết thì Ubuntu và Debian là hai cái Linux distribution rất là phổ biến. Nếu các bạn sử dụng Linux thì chắc chắn sẽ biết. Thì đối với image ở Debian thì size của nó sẽ tầm 125 MB, còn đối với image Ubuntu thì cái size của nó sẽ tầm là 75 MB. Thì cái lý do image Ubuntu nhẹ hơn Debian là vì cái phiên bản chạy ở trong container image Ubuntu là phiên bản minimal Ubuntu, nó nhẹ hơn rất là nhiều so với phiên bản Ubuntu server. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có image có tên là Anpy. Đây là một cái image được build dựa trên Anpy Linux. Và cái kích cỡ của cái image này sẽ chỉ rơi vào tầm 5 MB. Đây là cái ưu điểm mà cái image này cung cấp khi các bạn sử dụng để làm bay image. Tuy là cái kích cỡ của image là nhẹ nhưng mà có nhiều ý kiến trái chiều nói về việc không nên sử dụng image Anpy ở trên môi trường production, bởi vì thì cái image này khá là khó debug, và ngoài ra thì cũng có khá nhiều reports liên quan đến những cái bug liên quan đến performance issue, và cũng có nhiều cái trục trặc khi cài đặt package từ trên cái repository của Anpy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái image đặc biệt khác có tên là BGBox. Ở trong BGBox thì sẽ chỉ được đóng gói những cái command cơ bản mà các bạn hay sử dụng. Cho nên cái kích cỡ của cái image này khá là nhẹ, chỉ rơi vào tầm 1-5 MB. Tiếp theo là một cái image đặc biệt khác từ Google có tên là Distrolet. Ở trong Distrolet thì sẽ không đóng gói package manager cũng như là shell, cho nên kích cỡ của cái image này cũng đã được giảm tải rất là nhiều, sẽ chỉ rơi vào tầm 25 MB. Và cuối cùng, một cái image đặc biệt khác có tên là Squash. Squash thì thực chất là không có gì hết, và các bạn sẽ phải định nghĩa cái container image bắt đầu từ con số 0, tức là các bạn sẽ tự tạo một cái minimal container image của riêng cho chính mình. Ở trong phần này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một số các cái yếu tố cần phải xem xét khi lựa chọn bay image. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ là về tính ổn định, hay còn gọi là stability. Thì tính ổn định ở đây tức là cái bay image của bạn cần phải được cập nhật thường xuyên, cũng như cần phải được hỗ trợ bug fix, hay là khi xảy ra issue chẳng hạn thì cần phải được hỗ trợ nhanh nhất có thể. Cái yếu tố thứ hai mà mình muốn đề cập tới là security update. Thì
thì khi mà các bạn sử dụng hay là deploy cái image lên môi trường production thì những cái lỗi liên quan đến security cần phải được xử lý hay là sửa nhanh nhất có thể nếu một trong các cái library, các cái package ở bên trong cái bay image ấy có lỗi liên quan đến security thì cái người cung cấp cái bay image này cần phải sửa hay là cung cấp cái bản patch để sửa những cái lỗi này nhanh nhất có thể. Và thứ ba, cái yếu tố mình muốn nói đến là về dependency, tức là các cái library, các cái package mà bạn muốn cài đặt hay là setup ở trong cái bay image cần phải được hỗ trợ những phiên bản mới nhất cũng như là bug fix, update đầy đủ. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến image size, tức là kích cỡ của cái image. Khi các bạn deploy lên môi trường production thì nếu các bạn có container image với cái size càng nhỏ thì càng tốt, bởi vì khi có image size càng nhỏ ấy thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm được cái thời gian upload lên image registry hay là khi tiết kiệm được thời gian download cái image đấy về server. Điều này đồng nghĩa với việc là sẽ tối ưu hóa được network traffic của toàn bộ hệ thống của bạn. Ở trong phần này thì mình sẽ giải thích một ý nghĩa của một số các cái image tag khi các bạn sử dụng public docker image. Ở đây thì mình sẽ sử dụng public docker image là Python. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái trang docker hub của Python image lên. Các bạn có thể thấy là có khá nhiều các cái tag mà cái image này hỗ trợ. Và nếu các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về docker thì có thể sẽ bối rối và không biết nên sử dụng image tag nào. Nếu trong trường hợp các bạn không biết cũng như là không quan tâm về việc sử dụng image tag thì tốt nhất là các bạn nên lựa chọn image tag với image tag là version của Python mà mình muốn sử dụng, ở đây sẽ là 3.10 hoặc là 3.11. Tiếp theo là hai cái image tag có kết thúc bằng -bullseye hay là -buster thì đấy là phiên bản Python được build ở trên Linux distribution là Debian, và bullseye hay là buster là code name của cái version của Debian. Ví dụ phiên bản 11 của Debian sẽ có code name là bullseye, còn với phiên bản V10 ấy sẽ có code name là buster. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái image nhẹ hơn một chút là -selim. Thì đối với cái image tag -selim ấy thì ở trong cái image này thì sẽ chỉ cài đặt những cái package, những cái library cần thiết tối thiểu nhất để có thể chạy được Python. Vì vậy cái image tag kết thúc bằng -selim thì sẽ có cái image size nhỏ hơn so với các cái image tag là -bullseye hay là -buster. Và cuối cùng chúng ta sẽ có image tag là -unpy. Đây là phiên bản Python image được cài đặt dựa trên unpy Linux, sẽ có một cái size rất là nhỏ. Tuy nhiên cái image size của unpy rất là nhỏ mà các bạn có thể sử dụng để deploy lên production. Nhưng mà các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý rằng có thể bắt gặp những cái tình huống trục trặc liên quan đến cài đặt package cũng như là performance issue khi các bạn sử dụng unpy nhé. Vậy là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Thì ở trong video này thì mình đã chia sẻ với mọi người về các cái bay image phổ biến các bạn có thể sử dụng cũng như là giải thích ý nghĩa của các cái image tag mà các bạn có thể gặp khi sử dụng public container image ở trên Docker Hub. Mình hy vọng là sau khi mọi người xem xong video này thì có thể hiểu kỹ hơn về bay image cũng như là image tag, có thể vận dụng vào trong công việc và học tập. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn ủng hộ mình thì có thể ấn nút like, subscribe hoặc là chia sẻ video của mình nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.